Hello mọi người, như vậy là sau một khoảng thời gian nghỉ Tết thì mình đã quay trở lại rồi đây. Và trong video đầu tiên của năm mới thì mình sẽ mang đến và giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng trong thời điểm hiện tại. Để biết đó là sản phẩm gì thì xin mời mọi người hãy tiếp tục theo dõi video này nha. Ok mọi người, thì như mình đã bật mí ở phần mở đầu của video thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm vừa ra mắt cách đây không lâu và đang rất hot trên thị trường hiện tại. Và tên đây chính là cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu cho mọi người trong cái video ngày hôm nay. Và dựa vào những cái thông tin nó đang hiển thị trên cái vỏ hộp thì mình nghĩ là mọi người cũng đã đoán được đây là sản phẩm gì rồi phải không nào? Vâng, đây chính là cái mẫu sản phẩm VGA RTX 3050. Và cái sản phẩm này hiện tại mình đang cầm trên tay chính là một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Asus với cái tên gọi là Asus ROG GeForce RTX 3050. Ngay bây giờ mình sẽ tiến hành bóc hộp để xem ở bên trong của cái sản phẩm này nó có những điểm gì đặc biệt để giới thiệu cho mọi người nha. Và thực tế là mình vừa mới nhận được cái sản phẩm này cách đây không lâu từ phòng kỹ thuật, do đó là bây giờ mình mới được bóc hộp em nó ra. Và bên cạnh mình thì mình có chuẩn bị sẵn một cái vỏ khay đã được lắp ráp đầy đủ. Thì một chút xíu nữa mình sẽ ráp cái Vega này vào để tiến hành test cho mọi người. Ok, thì bên trong của cái vỏ hộp thì nó sẽ như thế này. Nó có chữ Street. Và bây giờ mình sẽ mở phần bên trong ra. Thì ở bên trong nó sẽ có một vài những cái vật dụng như thế này. Đầu tiên đó là một cái hộp màu đen. Thì để mình mở xem bên trong nó có gì. Thì ở bên trong của chiếc hộp này thì nó cũng không có gì nhiều lắm, nó chỉ là một cái thư cảm ơn, hướng dẫn sử dụng và kèm theo đó là một cái lá bài như thế này. Thì mình thấy nó khá là giống với cái lá bài ở trong cái phim hoạt hình Yu-Gi-Oh. Thì tạm thời mình sẽ bỏ qua nó vào một bên. Và tiếp theo đây, và đây, đây chính là nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Mình sẽ để đây. Ngoài ra thì ở trong chiếc hộp này nó sẽ có thêm một vài cái dây đai như thế này nữa, nhưng mà nó cũng không có gì nổi bật lắm. Mình sẽ đóng lại và tiếp tục giới thiệu về cái mẫu RTX 3050. Bây giờ mình sẽ để nó qua một bên. Vẫn còn siêu nha mọi người. Mọi người có biết nó có cái mùi gì hay là không? Nó là cái mùi của sự sung sướng đó mọi người ạ. Thì mình sẽ để nó trên bàn, đặt cái túi này vào một cái túi khác. Và ok mọi người, đây trên tay mình chính là cái mẫu RTX 3050. Và như mọi người có thể dễ dàng nhận thấy, cái sản phẩm này, cái điểm đầu tiên mà mọi người nên quan tâm đó chính là nó sẽ có 3 cái fan. Và 3 cái fan này nó được thiết kế để quay ngược chiều với nhau, để tránh cái hiện tượng là đứng gió trong khi mà chúng ta lắp vào trong cái vỏ khay của chúng ta. Ngoài ra thì sẽ có những cái điểm đặc biệt, ví dụ như là cái phần mặt lưng, phần giáp sau lưng được thiết kế khá là đẹp và dày chắc chắn. Đồng thời là ở cái phần nhựa ở phía trên này, nó được gia công cũng khá là kỹ với những cái đường dập nhựa mang lại một cái thiết kế nó hầm hố, nó xịn sò. Ngoài ra thì theo những cái thông tin mà mình kiểm tra được thì cái sản phẩm này nó sẽ được trang bị khá là nhiều cái dải đèn LED RGB. Và một chút xíu nữa khi mà mình cắm vào trong cái vỏ khay thì mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Thì ok, đó là một vài những cái cảm quan bên ngoài. À mình quên, còn về cái số lượng cổng kết nối thì ở trên cái sản phẩm RTX 3050 này nó có đến 5 cái cổng kết nối. Thì trong đó là có 3 cổng DisplayPort và 2 cổng HDMI. Tiếp đến thì mình sẽ nêu ra một vài những cái thông số cơ bản trên cái sản phẩm này. Thì theo những cái thông tin mà nhà sản xuất người ta công bố thì cái mẫu RTX 3050 này nó có đến 8GB RAM và cái số lượng nhân CUDA của nó là 2560 nhân CUDA, cũng như là cái tốc độ bộ nhớ của nó là 14GB trên giây. Đó là những cái thông số mà mình kiểm tra được. Thì có một vài những cái thông tin nó đồn đoán rằng là cái sản phẩm này nó hiệu năng của nó không cao. Chất lượng của nó cũng chỉ là xem với lại cái con 1660 Super hay là 1660 Ti gì đó. Thì
để kiểm chứng cái sự việc này nó có đúng hay là không. Thì ngay bây giờ mình sẽ tiến hành ráp vào trong cái thùng máy này để test cho mọi người biết được cái hiệu năng thực sự của sản phẩm này nó sẽ đạt đến cái ngưỡng nào nha. Và giới thiệu về cái sản phẩm mà cái vỏ khay mình sử dụng để test, thì cái vỏ khay này mình nghĩ là cũng không có lạ gì so với là những ai thường xuyên theo dõi Kadar Computer. Tại vì đây là cái sản phẩm mới nhất, mình vừa mới ra video trong những cái video lần trước. Nó sử dụng một con CPU Intel Core i5 12400F, 16GB chuẩn DDR4 và những cái tản nhiệt, những cái fan như thế này. Và trong quá trình test thì mình sẽ mở kính để tạo hiệu quả tản nhiệt tốt nhất. Và ngay bây giờ mình sẽ đến với quá trình test của cái VGA RTX 3050 này nha. Bài test đầu tiên dành cho RTX 3050 là bài test nhiệt độ với phần mềm Full Mask. Trong bài test này mình đã thử với hai preset là Full HD và 4K. Kết quả mang lại khiến mình khá là hài lòng. Với cái preset Full HD, mức nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 54 độ C. Còn với cái preset 4K thì cái mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là 55 độ C. Ngoài ra thì FPS cũng là một cái điểm tạo nên sự khác biệt giữa hai preset này. Nếu với cái preset Full HD chúng ta có cái mức FPS trung bình là 90, thì với preset 4K chúng ta chỉ có khoảng 34 FPS trung bình mà thôi. Bài test thứ hai, mình đã sử dụng phần mềm BASMAT để thực hiện chấm điểm thông qua các cái bài test 3D bao gồm Direct 9, 10, 11, 12 và GPU Computer. Trong bài test này, chúng ta sẽ nhận thấy cái mức nhiệt độ của RTX 3050 luôn ổn định ở dưới 50 độ C. Đồng thời, cái mức FPS đạt được nó cũng khá cao, từ 97 đến 352 FPS. Kết thúc bài test thì cái mức điểm mà RTX 3050 đạt được là 11.720 điểm và đạt 94%. Theo mình thấy thì đây là một cái mức điểm nó khá là cao, tuy nhiên thì nó vẫn hơi thấp so với cái kỳ vọng của mình. Đến với bài test thứ 3, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm 3D Max và thực hiện bài kiểm tra chấm điểm Real-Time Ray Tracing. Đây là một cái bài kiểm tra khá là nặng đối với những cái mẫu VGA có mặt trên thị trường hiện nay. Do đó là sẽ không có lợi gì khi mà RTX 3050 phải liên tục load với công suất tối đa. Đồng thời nhiệt độ cũng dao động từ khoảng 52 đến 53 độ C. Mức FPS cao nhất có thể đạt được là 34 và một vài thời điểm thì FPS nó sẽ bị drop xuống là còn 15 FPS. Sau khi kết thúc bài test thì cái mức điểm ghi nhận được là 3612 điểm. Với cái mức điểm này thì hệ thống sẽ đưa ra một số cái dự đoán về khả năng chơi game, như là chúng ta có thể chơi được cái game Battlefield 5 với cái chất lượng Full HD và cái mức setting cao nhất ở 85 FPS trở lên, hay là với cái tựa game Apex Legends thì sẽ được 110 FPS trở lên. Cùng với đó là một số cái tựa game khác cũng cho ra kết quả khá tốt. Với bài test Final Fantasy 15 Benchmark, khi mình thiết lập đồ họa ở mức Full HD thì cái hiệu quả mà RTX 3050 nó mang lại khá tốt. Mức nhiệt độ của VGA trong bài test này nó chỉ nằm từ 51 đến 53 độ C, FPS cao nhất ghi nhận được khoảng 106. Tuy nhiên, có một vài cái phân cảnh chuyển động nhanh thì FPS nó đã bị drop xuống còn 46 FPS. Cuối cùng, mức điểm ghi nhận được là 6.872 điểm. Với mình thì mức điểm này nó chỉ nằm ở mức trung bình chứ không phải là quá cao. Từ game tiếp theo mình lựa chọn để kiểm tra là CSGO. Với những ai thường xuyên chơi những cái tựa game bắn súng thì chắc chắn sẽ hiểu được cái mức độ quan trọng của FPS khi chơi cái tựa game này. Và thực tế thì RTX 3050 cũng không khiến cho mình thất vọng khi cho ra cái mức FPS nó khá cao. Dù mình đã di chuyển và bắn liên tục nhưng cái mức FPS cũng chỉ dao động từ 286 đến 400 FPS. Đây là một cái mức FPS rất tốt để bạn có thể chơi hạt với cái tựa game này.
Ở bài test cuối cùng, mình đã chơi tựa game PUBG PC để kiểm tra hiệu năng của RTX 3050. Có thể tựa game này đã được tối ưu một cách hiệu quả, do đó là chúng ta có thể thấy RTX 3050 hoạt động rất là nhàn nhã. Mức nhiệt độ và phần trăm loát xuyên suốt của cả trận đấu không quá cao, đồng thời thì cái mức FPS cũng rất là ổn định. Ngay cả khi là mình nhảy dù hay là di chuyển vào những cái khu vực có nhiều nhà cửa thì mức FPS vẫn ổn định và không bị drop quá nhiều. Ok mọi người, thì sau khi mà hoàn thành quá trình test thì mọi người cảm thấy như thế nào về cái hiệu năng của cái sản phẩm VGA RTX 3050 này? Đối với mình thì thực sự là mình chưa có được sử dụng cái em này nó quá lâu, do đó là mình sẽ không có nhận xét chuyên sâu. Tuy nhiên thì sau khi mà trải nghiệm và sử dụng một vài những cái tác vụ cơ bản cũng như là thực hiện cái quá trình test thì mình cảm thấy đây là một cái sản phẩm nó khá là chất lượng và đáng cái đồng tiền bát gạo. Và trong những cái video sắp tới thì mình sẽ thực hiện những cái bài test và đối chiếu với những cái sản phẩm ví dụ như là 1660 hay là 1660 Sub, 1660 Ti gì đó để mình kiểm tra, để đối chiếu cái hiệu năng của những cái sản phẩm này đối với nhau. Như vậy thì cái video ngày hôm nay của mình thì xin phép khép lại tại đây. Và mọi người đừng quên là hiện tại Khá Đào Computer đã kinh doanh cái sản phẩm này, do đó là nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay với Khá Đào Computer để được tư vấn chi tiết về cái mức giá thành của sản phẩm để được ưu đãi tốt nhất nhé. Và bây giờ thì xin phép chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Đừng quên like và subscribe cho Khá Đào Computer nha mọi người.